Ở trong Phật môn, thờ cúng tượng Phật cũng là miểu pháp. Những người học Phật chúng ta đối với tượng Phật thì có hai dạng trạng thái. Thứ nhất là tôn kính tượng giống như tổ tiên, một lòng thờ kính. Phật là lão sư của chúng ta, Bồ Tát là đại đệ tử của Phật. Trời giúp Phật để dạy bảo chúng ta. Đối với chúng ta có ân đức, chúng ta phải thường xuyên nhớ đến các ngài. Thờ cúng là nhớ đến các ngài. Ý nghĩa này không phải là xem các ngài như các vị thần linh. Cái ý nghĩa thứ hai càng quan trọng hơn, có nghĩa là biểu pháp. Phật biểu pháp thân, biểu pháp tánh. Biểu không nghĩa, pháp tánh bất khả đắc. Nhưng bạn không thể nói nó là không có. Nó có thể hiện tất cả pháp. Tất cả pháp là sở hiện của nó. Năng sở là một chứ không phải hai. Cho nên pháp thân chính là pháp tánh, pháp tánh chính là pháp thân. Điều này nhất định phải hiểu. Tánh tướng là một chứ không phải hai. Lý sự là một chứ không phải hai. Nhân quả là một chứ không phải hai. Điều này ở trong Phật Pháp nói. Cách nói ở trong triết học là nhị phân, là đem nó thành hai phần. Tánh không phải là tướng, tướng không phải là tánh. Năng không thể là sở, sở không thể là năng. Đem tách nó ra. Ở trong Phật Pháp nói tánh tướng, nói xử lý, nói nhân quả. Nhưng nó là nhất nguyên, nó không phải là đối lập. Ở trong Phật Pháp vĩnh viễn không có sự đối lập. Bạn phải thực sự thể hội được từ ở chỗ này. Phật Pháp là thực tướng của vũ trụ. Ở trên kinh nói là thực tướng của các Pháp. Ở trong chân tướng của vũ trụ nhân sanh không có sự đối lập. Cho nên vũ trụ không có sự đối lập. Thân thể của chúng ta cũng không có sự đối lập. Thân thể bạn hãy thử nghĩ xem, mắt và lỗ tai của bạn có đối lập không? Là cùng hỗ trợ với nhau. Nó không có đối lập. Đối lập thì sẽ xung đột, sẽ không hợp tác với nhau. Ở bên trong tim gan phèo phổi là cùng hợp tác lẫn nhau. Chúng không đối lập mà hòa thuận với nhau. Thật sự là bình đẳng hòa hợp. Tất cả đều là đứng nhất, không có cái thứ hai. Chúng ta quan sát ở chỗ này thì chúng ta sẽ thấy được vũ trụ cũng là như vậy. Bản thân chúng ta nếu như đối với người khác có ý kiến, có xích mích, có sự đối lập, đối với bản thân mình mà nói là sự phá hoại hòa hợp của thân tâm. Đối với bên ngoài là phá hoại sự hòa hợp của vũ trụ. Cái tội này của bạn rất nặng. Đối với thân thể bạn có hại vô cùng. Vì sao bạn không có được một thân thể khỏe mạnh gì? Nguyên nhân là do đâu? Là ở nơi nào cũng đối lập với mọi người. Tự mình phá hoại sự tráng kiện của chính mình. Ai ai cũng có pháp thân thanh tịnh, ai ai cũng có thân kim cang bất hoại. Rất tiếc là chính bản thân bạn lại không biết, ngày ngày làm hại chính mình, phá hoại chính mình. Vậy thì còn cách nào nữa chứ? Cho nên bạn đối lập với người khác chính là bạn phá hoại bản thân mình. Đây thật sự là dại dột, vô tri. Ở trên kinh Phật thường gọi là kẻ đáng thương hại. Ý nghĩa trong câu nói này rất sâu sắc. Chúng ta thật sự là thể hội chưa hết. Dù sao cũng phải giác ngộ. Chân thật học Phật chính là chân thật giác ngộ, chân thật hiểu được nhân quả. Thì từ hôm nay trở đi không làm hại bản thân mình nữa. Không làm hại bản thân mình chính là ta không còn đối lập với tất cả mọi người, tất cả sự, tất cả vật. Chúng ta nhất định phải tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, phải sống hòa thuận với nhau, phải đối xử bình đẳng với nhau. Cứ như vậy thì dần dần sẽ hồi phục được sức khỏe cho chính bản thân mình, sẽ hồi phục được cái thân kim cang bất hoại. Bên ngoài chẳng ai có thể phá hoại được, chỉ có tự bản thân ta phá hoại chính ta. Bạn nói xem, người bên ngoài đến quỷ bán ta, đến để làm nhục ta, đến để hãm hại ta. Chỉ cần chúng ta không tiếp nhận thì việc gì cũng chẳng có được. Nếu như bạn tiếp nhận gì thì bạn không thể trách họ, cho nên họ không có lỗi. Nếu bạn nói họ có lỗi, vậy thì bạn sai rồi. Họ không sai. Chúng ta tiếp nhận những chuyện đó thì chúng ta sai rồi. Họ mắng ta thì ta lại tiếp nhận như thế nào? Chúng ta giận dữ lên, chúng ta nghe rồi lại rất tức giận. Chúng ta tiếp nhận rồi, nếu như ta không tiếp nhận, họ mắng tôi, mắng Tịnh Không, người kia cũng là Tịnh Không. Họ đang mắng người kia, không phải mắng tôi không tiếp nhận thì tôi chẳng có việc gì. Người tên Tịnh Không rất nhiều, người xưa cũng có rất nhiều. Bạn xem ở trong từ điển Phật học cũng có rất nhiều Tịnh Không. Làm sao biết được người họ mắng là ai? Tại vì sao tôi phải tiếp nhận sự quỷ bám của họ chứ? Cho nên tôi nói họ không có sai. Tôi tiếp nhận thì tôi đã sai rồi. Bạn nên hiểu được cái đạo lý này. Người khác vĩnh viễn không sai. Sai là ở bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta giác ngộ rồi thì không sai. Bản thân chúng ta có giác chánh tịnh thì vĩnh viễn không phạm lỗi lầm. Bản thân chúng ta bị mê tà nhiễm, vậy là hàng ngày sẽ phạm lỗi lầm. Cái gì bạn cũng đều tiếp nhận hết thì tâm bạn giống như cái thùng rác vậy. Đi đến đi đâu cũng nhặt rác, bất luận là việc tốt hay việc xấu, cả thấy đều nhặt bỏ vào thùng rác của mình. Bởi như vậy thì nguy mất rồi. Những người giác ngộ thì việc tốt hay việc xấu đều không để vào trong tâm, vĩnh viễn giữ cho tâm thanh tịnh. Như vậy thì đúng. Cho nên chúng ta xem kinh điển nhiều thì mới hiểu được. Có lúc Phật nói từ nơi phương diện này, có lúc nói trên phương diện kia. Hơn nữa Phật Pháp Đại Thừa cùng với những điều mà khoa học cận đại đã phát hiện đều có sự trùng hợp. Những việc này đối với người sơ học chúng ta mà nói là làm cho tăng trưởng tín tâm. Các nhà khoa học rất lấy làm tiếc mà họ không tiếp xúc được với Phật Pháp. Nếu như họ tiếp xúc được với Phật Pháp thì tôi tin tưởng khoa học sẽ phát triển vượt bậc. Xác thực là Kinh giáo Đại Thừa có thể khơi dậy trí huệ vô tận của con người. Chúng ta tiếp tục đọc đoạn tiếp theo. Nam, Tây, Bắc phương, hằng xa thế giới, chư Phật xưng tán diệt phục như thị. Đây là một đoạn. Cái đoạn này là nói bốn phương. Tiếp tục xem tứ duy thượng hạ. Tứ duy là Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, phương trên và phương dưới. Đây chính là 10 phương. Hằng xa thế giới, chư Phật xưng tán diệt phục như thị. Đây là 10 phương. Tất cả chư Phật đều nói đến. Không thiếu một vị Phật nào. Trong câu này còn có mật nghĩa.